chào tất cả các em hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài rất là quan trọng đó là bài ôn tập giữa kỳ và trong bài ôn tập giữa kỳ này thì cô sẽ tổng kết cho các bạn và khái quát cho chúng ta những kiến thức cơ bản để các bạn có thể có một lượng kiến thức cần và cơ bản để làm được bài thi giữa kỳ thế thì đối với phân phối chương trình môn giáo dục kinh tế pháp luật thì ở trong học kỳ 1 chúng ta đã tìm hiểu các nội dung liên quan tới học phần các bài với chủ đề đó là kinh tế. Thế thì ở phần giữa kỳ này thì chúng ta có dừng đến bài học đó là bài số 4 An sinh xã hội, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ ôn giữa kỳ bắt đầu từ bài số 1 đến bài số 4 các bạn nhé. Và đây là sơ đồ tổng quát để các bạn có thể cầm điện thoại, các bạn cũng có thể Ôn được một cách rất là dễ dàng Thế thì trong sơ đồ này cô đã tổng quát lại Tất cả những kiến thức cơ bản Và cần thiết nhất của từng bài học Các bạn có thể nhìn thấy sơ đồ tổng quát ở đây Chúng ta sẽ có bài 1 này Tăng trưởng và phát triển kinh tế Bài số 2 là hội nhập kinh tế quốc tế Bài 3 của chúng ta đó là bài bảo hiểm Và cuối cùng bài 4 đó chính là bài an sinh xã hội Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Đi đến với kiến thức của từng bài 1 nhé à, Đối với từng bài thì cô sẽ Zoom lên để cho các bạn nhìn cho dễ ạ Ok. Các bạn có thể nhìn tổng thể ở đây. Và tất nhiên trong thời lượng của chúng ta là ôn giữa kỳ thì nó sẽ không thể tiểu tiết và có thể uh, kỹ càng được. Thế thì đối với phần ôn tập này cô sẽ chỉ đưa những từ khóa thôi các bạn nhé. Và nếu như các bạn chưa hiểu ở đơn vị từ khóa nào thì lúc đấy các bạn có thể xem lại bài giảng chi tiết của cô ở trong các bài học ở những bài giảng khác. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng khái quát lại nội dung của bài số 1 tăng trưởng và phát triển kinh tế khi chúng ta nói đến tên của bài học này thì chúng ta sẽ hình dung ra ngay trong bài này chúng ta sẽ có hai nhóm kiến thức hai lượng kiến thức chúng ta cần nhớ một đó chính là tăng trưởng kinh tế và hai đó là phát triển kinh tế đúng không ạ thế thì đối với mỗi một nhóm kiến thức này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái gì chúng ta sẽ tìm hiểu định nghĩa của nó là một cái thứ hai nữa đó là các cái gì ạ các cái chỉ tiêu để chúng ta có thể đo lường được những cái nhóm những cái chỉ số đấy thế thì đầu tiên trong bài này tổng quan chúng ta sẽ có bốn phần một nhỏ là tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế phần số 2 là phát triển kinh tế và các chỉ tiêu phát triển kinh tế Phần số 3 là về phần vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế. Và phần số 4 đó chính là mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Ok, mình sẽ đến với phần 1 nhé Trong phần 1 này thì các em nhớ cái gì? Chúng ta nhớ cho cô những kiến thức cơ bản sau Một, chúng ta phải hiểu được cái định nghĩa tăng trưởng kinh tế Ở đây đó chính là sự gia tăng quy mô sản lượng của một nền kinh tế Trong một thời kỳ nhất định Các bạn luôn nhớ cho cô Khi chúng ta đo tăng trưởng kinh tế hay phát triển kinh tế Thì nó đều có một cái mức thời gian giới hạn Ở đây chúng ta có thể giới hạn theo quý này Theo năm hoặc cũng có thể ngắn hơn Có thể là theo tháng và các chỉ tiêu để chúng ta có thể đo tăng trưởng kinh tế ở đây Các em nhớ chúng ta có sẽ có GDP này GDP trên đầu người GNI và GNI trên đầu người Thì đấy là những cái chỉ tiêu để chúng ta có thể đo được Cái mức độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia Tiếp đến phần số 2 đó là phát triển kinh tế Và các chỉ tiêu cũng tương tự như thế Thì chúng ta nhớ cho cô định nghĩa về phát triển kinh tế Ở đây chúng ta hiểu một cách cơ bản Nó chính là sự tăng tiến mọi mặt của nền kinh tế. Tất nhiên nó cũng sẽ trong một thời kỳ nhất định, có thể là theo quý, đúng không ạ? Và có thể theo mức năm 2022 hoặc giai đoạn 2022-2023 ví dụ như vậy. Rồi các chỉ tiêu để đo, đo tăng trưởng kinh tế ở đây thì chúng ta sẽ có các chỉ tiêu như sau: một đó là chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế này; hai đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện đại theo hướng gì ạ? hợp lý đúng không nhỉ? tiến bộ xã hội nó cũng là cái chỉ tiêu số 3 để chúng ta có thể đo tăng trưởng kinh tế và trong chỉ tiêu tiến bộ xã hội này thì chúng ta sẽ có những vấn đề liên quan tới dân số này liên quan tới việc làm này liên quan tới an sinh xã hội thì cái đó là cái mà chúng ta hiểu thêm và chúng ta liên hệ để chúng ta có thể hiểu sâu hơn về cái kiến thức này tiếp đến phần 3 của chúng ta đó chính là về vấn vai trò à, vai trò của nó thì rất là to lớn nhưng ở đây cô sẽ chỉ đưa cho chúng ta hai cái cơ bản nhất đúng không ạ? Đầu tiên khi mà kinh tế phát triển thì các cái vấn đề khác trong xã hội được phát triển cũng được giải quyết, đặc biệt đó là vấn đề xóa đói giảm nghèo, đúng không nhỉ? An sinh xã hội, trong an sinh xã hội thì chúng ta sẽ có này, đúng không nhỉ? Giải quyết việc làm này, tăng tăng thu nhập này, rồi gì nữa ạ? À? Còn rất nhiều những cái vai trò khác nữa của tăng trưởng kinh tế. Đó là gì ạ? Làm tiền đề cho cái sự phát triển của một quốc gia, động lực để phát triển của một quốc gia, rồi đảm bảo đời sống thu nhập của con người vân vân rất là nhiều thì cái đó các bạn có thể liên hệ trong thực tế. Và tương tự như thế ở trong phần 4 thì cũng như vậy, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Trong phần này chúng ta nhớ cái khái niệm về phát triển bền vững cô chỉ nhắc lại thôi ạ. Nó chính là cái sự phát triển của hiện tại mà nó không làm phương hại đến tương lai đúng không nhỉ? Thế thì trong phát triển kinh tế nó chính là một trong những cái điều kiện của phát triển bền vững. Rồi phát triển bền vững nó chính là gì ạ? tiền đề để, để cho phát triển kinh tế tức là hai cái này nó sẽ có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau đúng không ạ mà trong triết học chúng ta gọi là biện chứng đấy ạ à, anh tăng trưởng kinh tế sẽ tác động đến phát triển bền vững và phát triển bền vững cũng sẽ tác động tới tăng trưởng kinh tế thì cái này nó không có một kiến thức nào nó gọi là tự trung nhất nhưng nó sẽ có rất nhiều những vấn đề để chúng ta có thể liên hệ đúng nhỉ? Trong phát triển bền vững phải có tăng trưởng kinh tế, đúng nhỉ? Phát triển bền vững phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Rồi phát triển bền vững nó chính là cái gì ạ? Nó chính là cái môi trường, nó chính là cái tiền đề cơ sở để tăng trưởng kinh tế. Đó, thì những cái đấy là cái mà các bạn có thể tự nhìn ra được và tự liên hệ được. Thế thì đó là tổng quan bài số 1. Ok nào. Tiếp đến bài số 2. Bài số 2 của chúng ta đó là bài hội nhập kinh tế quốc tế. Đúng không ạ? thì cũng tiếp nối cho nội dung phát triển kinh tế thì nó sẽ có một phần rất quan trọng đó chính là hội nhập kinh tế quốc tế. Thế thì trong bài 2 này các em nhớ gì? Các em nhớ một nhỏ khái niệm của hội nhập kinh tế quốc tế. Cái số 2 đó là sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế ở đây là gì? Số 3 đó là các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế. Đầu tiên để nói về khái niệm ấy thì các bạn nhớ cho cô cái key như sau. Nó chính là cái sự gắn kết kinh tế giữa các quốc gia các bạn nhớ nhé gắn kết kinh tế giữa các quốc gia à, sự gắn kết ở đây đó chính là cái sự hợp tác đó chúng ta có thể hiểu theo cách đấy hợp tác lẫn nhau và sự cần thiết của hội nhập kinh tế quốc tế ở đây trong bối cảnh toàn cầu hóa nó chính là một cái gì ạ tất yếu khách quan đúng không ạ cái tất yếu này mà bất kể quốc gia nào cũng sẽ phải phải thực thi nó để có được sự phát triển rồi tiếp đến nữa đó là gì ạ À, các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế ở đây thì chúng ta sẽ có xét theo cái phạm vi này rồi chúng ta xét theo mức độ liên kết đối với phạm vi thì chúng ta sẽ có hợp tác song phương song ở đây tức là hai đúng không ạ ví dụ như là việt nam hợp tác với nhật bản việt nam hợp tác với hàn quốc rồi hợp tác khu vực chúng ta có thể lấy điển hình như khu vực châu á thái bình dương hoặc là khu vực đông nam á asean đúng không nhờ à, rồi hợp tác toàn cầu nó chính là sự hợp tác rộng hơn và nó mang tính gì ạ? quy mô lớn hơn. Rồi xét theo mức độ liên kết thì chúng ta sẽ có các cái mức độ hợp tác ví dụ như là thỏa thuận thương mại ưu đãi này, hiệp định thương mại tự do này, liên minh thuế quan này, đó thì những cái này các bạn cần phải dở sách ra nhé để chúng ta gạch chân vào cho cô. À, trong cái sơ đồ này cô không thể đưa chi tiết vào được bởi vì nếu đưa chi tiết quá thì nó sẽ gì ạ? nó sẽ thành ra cái bài của chúng ta nó lại mất đi cái sự cô đọng Thế nên để hiểu rõ hơn các em cần mở sách ra nhé Cô vừa liệt kê một vài yếu tố đấy ạ Rồi, thì đấy là bài 2 Bài 2 của chúng ta rất ngắn đúng không? Thì chúng ta nhớ cho cô những cái uh, nội dung chính đó Và bên cạnh đấy thì các bạn sẽ liên hệ với đời sống thực tế Với sự phát triển kinh tế của Việt Nam này Của các quốc gia này Để chúng ta có thể trả lời được những cái câu tình huống các bạn nhé Và tiếp đến chúng ta sẽ sang với bài 3 Bài 3 của chúng ta nó là bài có chủ đề là bảo hiểm đúng không ạ bài này thì cũng rất là đơn giản thôi trong bài bảo hiểm này thì chúng ta chỉ có hai lượng kiến thức chính cần ghi nhớ một là định nghĩa về bảo hiểm và các loại hình bảo hiểm và cái số hai đó là vai trò của bảo hiểm đối với đời sống của con người hay là đối với kinh tế đối với xã hội đối với phần một nhỏ thì các em nhớ bảo hiểm ở đây nó được định nghĩa nó chính là một cái dịch vụ tài chính đúng không ạ một dịch vụ tài chính À, và cái dịch vụ tài chính này nó sẽ là cái gì ạ cái sự ký kết giữa gì ạ người tham gia bảo hiểm và tổ chức bảo hiểm đúng không ví dụ cô khuyên là cá nhân đúng không cô đi ký bảo hiểm với một uh, công ty bảo hiểm nào đó đúng không ạ thì cái công ty đó chính là cái dịch vụ tài chính đối với cô khuyên và hai bên sẽ có sự thỏa thuận lẫn nhau trong các cái điều khoản liên quan tới hợp đồng bảo hiểm và các hình thức bảo hiểm ở đây chúng ta sẽ có các hình thức cơ bản đó là bảo hiểm gì ạ à, bảo hiểm y tế này bảo hiểm xã hội này bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thương mại chúng ta có bốn hình thức như vậy các em nhớ nhá bốn hình thức bảo hiểm rồi sự cần thiết của bảo hiểm ở đây nó liên quan trực tiếp tới vai trò của nó đối với đời sống và cái sự cần thiết của nó điển hình nhất đó là gì ạ giúp cho con người có thể khắc phục được những cái rủi ro trong cuộc sống hoặc giảm những cái tổn thất trong cuộc sống. Cô lấy ví dụ như là một doanh nghiệp mua bảo hiểm thương mại, đúng không ạ? Và đến khi dịch bệnh hoặc là một thời điểm nào đó doanh nghiệp đấy phá sản. Thế thì lúc này để khắc phục và giảm thiểu được cái rủi ro từ cái hậu quả đó ra thì người ta sẽ đóng bảo hiểm thương mại. Và khi có cái sự kiện rủi ro đấy xảy ra thì công ty bảo hiểm sẽ có một phần hỗ trợ để giúp cho doanh nghiệp đó có thể khắc phục được những cái rủi ro trong đời sống. Thì cái đấy là cái ví dụ trực tiếp nhất hay như là bảo hiểm y tế của chúng ta cũng như thế chúng ta có thể sử dụng bảo hiểm y tế của mình để đi khám chữa bệnh và được giảm phần trăm khi mà chúng ta nằm viện hoặc là chúng ta tham gia bảo hiểm thì chúng ta sẽ được miễn giảm ở một số những cái mục nhất định được bồi thường khi mà chúng ta ốm đo bệnh tật thì đó là cái sự cần thiết của bảo hiểm xã hội nó giúp đảm bảo ổn định cuộc sống của con người à, và tương tự như thế thì chúng ta liên hệ đến vai trò vai trò thì nó sẽ là đối với kinh tế và thứ hai đó là đối với xã hội đối với kinh tế thì khỏi phải bàn rồi đúng không ạ nó sẽ giúp ổn định cho cái ngân sách của nhà nước rồi ổn định thu nhập của cá nhân tổ chức đúng không ạ doanh nghiệp rồi giúp cho kinh tế của một quốc gia nó sẽ có sự phát triển ổn định hơn còn đối với xã hội thì nó sẽ góp phần gì ạ thúc đẩy sự tiến bộ xã hội với con người thì sẽ à, hình thành một cái rất là quan trọng này đó là hình thành lối sống tiết kiệm cho cá nhân đúng không ạ từ đấy đảm bảo và chủ động hơn trong cái vấn đề à, cuộc sống của mình thì đó là một những cái điểm cơ bản liên quan tới vai trò của bảo hiểm và cái sự cần thiết của nó thì chúng ta có thể liên hệ hai cái này. Hai cái này nó sẽ có thể là nó gần nhau nhưng mà các bạn nhớ phân biệt được cho cô được chưa nào? Ok thì đó là nội dung của bài 3 nhá. Và sang bài 4 là bài cuối cùng trong phần ôn tập giữa kỳ này thì trong bài 4 của chúng ta nó sẽ là vấn đề an sinh xã hội. Thì tương tự như thế chúng ta cũng sẽ cần làm rõ cho cô an sinh xã hội ở đây là gì và nhà nước ta thì có những cái chính sách an sinh xã hội nào rồi vai trò của an sinh xã hội thì đầu tiên là đối với định nghĩa thì các em nhớ cho cô một cái định nghĩa của nó nó chính là các cái chính sách can thiệp của ai đây ạ chúng ta có hai đơn vị can thiệp nhé một nó chính là nhà nước và hai đó chính là các cái tổ chức xã hội mục đích ở đây đó là nhằm giảm gì ạ giảm nghèo đói cho con người trong xã hội và các chính sách an sinh xã hội hiện nay ở Việt Nam các bạn nhớ nhá. Chúng ta sẽ có cơ bản là bốn chính sách như sau. Một đó là chính sách việc làm, thu nhập và giảm nghèo. Thứ hai đó là chính sách bảo hiểm xã hội. Thứ ba đó là trợ giúp xã hội và thứ tư đó là các cái dịch vụ xã hội cơ bản. Thế thì để nhớ được những cái chính sách cụ thể này nó là những chính sách gì thì chúng ta lại phải xem lại bài giảng nếu như các bạn không nhớ, đúng không ạ? Ví dụ như là việc làm thu nhập ở đây có thể đó chính là các cái loại hình chính sách đó là gì ạ à, giao dịch việc làm đúng không ạ môi giới việc làm các cái trung tâm việc làm tư vấn việc làm rồi chính sách bảo hiểm xã hội nó liên quan mật thiết đến với bài số 3 chúng ta vừa mới học đấy ạ bài ba thì chúng ta sẽ có bốn loại hình bảo hiểm đúng không ạ y tế xã hội thất nghiệp và thương mại rồi trợ giúp xã hội ở đây nó liên quan tới vấn đề đó là gì đấy ạ à, ví dụ như là chính sách một ba năm đúng không ạ để xóa đói giảm nghèo ở những cái vùng sâu vùng xa hay là phát triển cơ sở hạ tầng rồi chính sách dịch vụ cơ bản trong đời sống của con người thì nhu cầu thiết yếu của chúng ta cơ bản của chúng ta đó là ăn ngủ nghỉ đúng không ạ thế thì trong dịch vụ cơ bản này chúng ta có thể thấy một số chính sách điển hình như là chính sách nước sạch này điện đúng không ạ điện và nước nó chính là hai cái dịch vụ xã hội cơ bản mà con người cần phải có để tồn tại rồi vai trò của an sinh xã hội thì rất đơn giản cái này các bạn có thể nhìn thấy trong đời sống của chúng ta hàng ngày luôn. À, đầu tiên đó là nó sẽ giúp đảm bảo công bằng xã hội, đặc biệt là đối với những người yếu thế trong xã hội, họ không có điều kiện, không có cơ hội để có thể tiếp cận hoặc là có cơ hội để phát triển, thì họ sẽ được hỗ trợ nhằm đảm bảo công bằng xã hội. Thứ hai đó là sẽ phát huy cái tinh thần đoàn kết. Tại sao lại phát huy tinh thần đoàn kết? thì chúng ta có thể thấy từ cái định nghĩa ở đây đó là gì ạ? Chính sách can thiệp của nhà nước và xã hội giảm nghèo đói. Thế thì khi mà người nghèo đói người ta nhận được cái sự giúp đỡ của người khác thì tự dưng gì ạ? Người ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn và từ đó nó sẽ phát huy cái tinh thần đoàn kết trong dân tộc, dân tộc phát huy những cái truyền thống tương thân tương ái của con người. Rồi cái cuối cùng nữa đó chính là gì ạ? Khi mà đời sống con người được đảm bảo ổn định, bình đẳng với nhau thì nó chính là cái động lực cho sự phát triển kinh tế của cả một quốc con... gia. Thì đó là vai trò cuối cùng của an sinh xã hội, được chưa ạ? Rồi vừa rồi cô đã phân tích cho các bạn tổng quan những nội dung bài học liên quan tới phần ôn tập giữa học kỳ và hy vọng rằng là những kiến thức cơ bản này khi các em học, các em nhớ được nó thì các em cũng sẽ vận dụng được để và làm các cái bài tập trắc nghiệm, bài thi giữa kỳ một cách tốt nhất. Chưa? Và tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái bài để chúng ta có thể luyện tập những câu hỏi liên quan tới bốn bài này để chúng ta nhớ hơn và chúng ta biết vận dụng hơn trong phần giải đề. Ok, bài học hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em.